À, lên màn hình có rồi và em nói em Nguyệt ơi à, Dạ vâng mời em. ạ. Dạ. À, dạ em xin chào thầy cô, anh chị và các bạn. Em là học viên cao học Lê Minh Nguyệt. Hôm nay em xin trình bày chuyên đề sau đại học là rối loạn xương và chất khoáng ở bệnh nhân bệnh thận mạn dưới sự hướng dẫn của thầy giáo sư tiến sĩ Võ Tam ạ. À, dạ, bệnh thận mạn là vấn đề sức khỏe mang tính toàn cầu, tử vong trong một năm gần 1 triệu người do bệnh thận mạn năm 2013, và bệnh thận mạn là một trong những nguyên nhân gây tử vong càng tăng tăng 134% số ca tử vong do bệnh thận mạn từ năm 1990 đến 2013, 7% tổng số ca do tim mạch là do bệnh thận mạn. Ngoài ra còn tử vong do nhiều yếu tố, trong đó liên quan đến vai trò của nội tiết của thận với xương. Và thận có ba chức năng nội tiết là huyết áp, cạo máu và chuyển hóa xương. Và một alpha hydroxylase có trong tim lập thể của tế bào thận thì có vai trò quan trọng trong sản xuất calcitriol khi mà do đó trong bệnh thận mạn, đặc biệt là khi đã suy thận mạn, thiếu hụt calcitriol sẽ làm giảm canxi, tăng phốt pho máu, và hai rối loạn này gây kích thích tăng tiết hóc môn tuyến cận giáp và hậu quả là gây rối loạn khoáng xương trong bệnh thận mạn. Và thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối lượng và cấu trúc xương khỏe mạnh bằng cách cân bằng lượng canxi và phốt pho trong máu, kích hoạt một dạng vitamin D nhận được từ thực phẩm và biến nó thành dạng gọi là calcitriol mà xương có thể sử dụng, rồi bỏ phốt pho dư thừa trong máu bằng cách thải nó ra ngoài qua đường tiểu và đưa phốt pho và canxi trở lại máu từ thận và xương khi cần thiết hơn. Và năm 2006, và nhóm nghiên cứu về bệnh thận cải thiện kết quả toàn cầu CADIGO đã khuyến nghị sử dụng thuật ngữ rối loạn xương, khoáng chất và bệnh thận mãn tính để mô tả một rối loạn hệ thống, và mỗi bất thường đều có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao, chủ yếu là do biến chứng tim mạch. Và thuật ngữ loạn dưỡng xương do thận nên được sử dụng riêng để xác định những thay đổi về hình thái xương liên quan đến bệnh thận mạn dựa trên sinh thiết xương, và nó chỉ là một thành phần của những bất thường về xương của CKD-MBD. Theo CKD-MBD thì biểu hiện bằng một hoặc sự kết hợp của ba thành phần sau. Thứ nhất là những bất thường về chuyển hóa canxi, phốt pho, hóc môn tuyến cận giáp hoặc là vitamin D. Thứ hai là những bất thường về chu chuyển xương, khoáng hóa, tăng trưởng tuyến tính về khối lượng hoặc sức mạnh. Thứ ba là vôi hóa ngoài xương, canxi hóa mô mềm hoặc do mạch máu. Các biến chứng này nó sẽ kết hợp với lại biến chứng tim mạch, gãy xương và tử vong. Và bất cứ ai bị bệnh thận mạn đều có thể bị rối loạn khoáng xương, khoáng chất và xương ở một mức độ nào đó. Một chức năng thận suy giảm thì rối loạn khoáng chất và xương sẽ tiến triển. Chứng rối loạn này hầu như luôn được tìm thấy ở hơn 785.000 người Mỹ bị suy thận và đang chạy thận nhân tạo hoặc đã được ghép thận. Và đây là sinh lý bệnh của bệnh thận mạn rối loạn khoáng chất và xương. Đây là một sơ đồ thì em thấy là cũng khá phức tạp. Theo như sơ đồ thì bệnh nhân bị bệnh thận mạn tính thì nó sẽ kích thích làm giải phóng calcitriol, và thứ nhất nó sẽ gây tăng beta-H, và khi beta-H tăng nó sẽ gây bệnh xương sơ hóa. Thứ hai, nó sẽ kích thích làm giảm hấp thu canxi ở ruột, giảm canxi huyết thanh, kích thích tế bào tuyến cận giáp bài tiết beta-H, và thận suy nó sẽ làm giảm đào thải phốt pho nên lưu giữ phốt pho trong cơ thể. Đầu tiên thì nó sẽ gây tăng beta-H, thứ hai nó sẽ kích thích làm giảm tụ thể beta-H, kháng lại beta-H và gây bệnh xương bất động. Thứ ba, nó sẽ gây tăng FGF23, đó là một yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 23. Nó có liên kết với dentin matrix protein 1 và sclerostin, hai chất này chưa được tìm hiểu đầy đủ và được hiểu biểu hiện bằng các tế bào xương, và nó cũng gây bệnh xương bất hoạt. Và FGF23 cũng gây kích thích làm giảm giải phóng calcitriol và kích thích ức chế tế bào tuyến cận giáp, và thận suy nó sẽ không đào thải được ion hydrogen và nó sẽ làm giảm tái hấp thu bicarbonate và gây những toan chuyển hóa, và nó sẽ gây bệnh loãng xương. Theo sơ đồ thì calcitriol, vitamin D sẽ ức chế tế bào tuyến cận giáp và nó cũng gây bệnh xương bất hoạt. Và đây cũng là một sơ đồ tóm tắt về cơ chế bệnh sinh, và em thấy nó đơn giản và dễ hiểu hơn sơ đồ trước. Còn đây là hình ảnh sinh thiết màu chậu, và ta sẽ thấy hình ảnh của DMP1. Nó được biểu hiện bởi các tế bào xương và được nghiên cứu thì có thể liên quan đến hình bệnh thận mãn tính, rối loạn khoáng chất và xương. Ở hình A thì ta sẽ thấy là các đầu mũi tên, đó là các nguyên bào xương. Ở cái chấm 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 là các nếp dưới của bờ xương, và sự biểu hiện qua mất của DMP1 của tế bào xương ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo mãn tính bị cường giáp thứ phát. Còn ở hình C là hình ảnh loãng xương ở bệnh nhân không có bệnh thận mạn, và lúc này thì DMP1 thì nó rất mờ.
Dạ, đây trong bảng trên đó là bốn dạng bệnh thận mãn tính, rối loạn khoáng chất và xương hay gặp, đó là viêm xương sơ hóa, bệnh xương bất động, nhuyễn xương và bệnh xương hỗn hợp. Và bây giờ em xin trình bày về chẩn đoán rối loạn xương và chất khoáng ở bệnh thận mạn. Trong bài này em dựa vào cập nhật của KDIGO 2017, và đầu tiên em xin trình bày về rối loạn khoáng chất. Theo KDIGO 2017 thì vẫn giữ tiêu chuẩn cần đạt của khoáng xương trong máu đối với bệnh thận mạn giai đoạn 3 đến giai đoạn 5, như theo KDIGO 2009 là canxi từ 2,1 đến 2,6 mmol trên lít, phốt pho là từ 0,8 đến 1,5 mmol trên lít, BTH giai đoạn 5 chạy thận là từ 130 đến 600 microgram trên ml và gấp 2 đến 3 lần, gấp 2 đến 9 lần khoảng bình thường. Và canxi-cion ta sẽ đánh giá là nó không đầy đủ khi mà nó nhỏ hơn 30 nanogram trên ml. Và gần đây FGF23 được bổ sung vào các yếu tố khoáng chất trong CKD-MPD. Và một giả định cho rằng độ cao của FGF23 trong huyết thanh thì có thể làm tăng sự bài tiết của phốt pho bởi các nephron còn sót lại. Do đó thì giữ mức phốt pho huyết thanh trong phạm vi bình thường ở giai đoạn đầu của CKD. Và theo dõi nồng độ hoạt động của canxi, phốt pho, PTH và phốt pho kiềm trong huyết thanh, ta sẽ bắt đầu từ giai đoạn 3A. Ở chị em thì nên bắt đầu theo dõi như vậy ở giai đoạn 2. Và khoảng thời gian giám sát hợp lý sẽ là trong giai đoạn bệnh thận mạn giai đoạn 3 đến 3A đến 3B thì kiểm soát canxi và phốt pho huyết thanh cứ sau 6 đến 12 tháng. Đối với BTH thì dựa trên mức cơ bản và tiến triển của bệnh thận mạn. Trong bệnh thận mạn giai đoạn 4 thì kiểm tra canxi và phốt pho huyết thanh cứ sau 3 đến 6 tháng. Và đối với BTH thì cứ sau 6 đến 12 tháng. Trong bệnh thận mạn giai đoạn 5 thì kiểm tra canxi, phốt pho, huyết thanh cứ sau 1 đến 3 tháng, và đối với PTH là 3 đến 6 tháng một lần. Trong giai đoạn 4 đến giai đoạn 5 thì nên kiểm tra hoạt tính của phốt pho thay kiềm 12 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn khi mà có PTH tăng cao. Ở những bệnh nhân mắc CKD giai đoạn 3 đến giai đoạn 5 thì đề xuất thì có thể đo nồng độ canxi-cion và xét nghiệm lặp lại được xác định bằng các giá trị cơ bản và các biện pháp can thiệp điều trị. Và thiếu hụt vitamin D nên được khắc phục bằng cách sử dụng các chiến lược điều trị được khuyến nghị cho dân số nói chung. Và ở những bệnh nhân mắc CKD giai đoạn 3A đến giai đoạn 5 thì các quyết định điều trị nên dựa vào xu hướng thay vì dựa trên một giá trị xét nghiệm duy nhất, và nó cần đánh giá dựa trên tổng thể các chỉ số về CKD-MPD. Và tiếp theo em xin trình bày về chẩn đoán CKD-MPD về xương. Ở những bệnh nhân mắc CKD giai đoạn 3 đến giai đoạn 5 có bằng chứng về CKD-MPD và hoặc các yếu tố nguy cơ gãy xương, đề nghị xét nghiệm mật độ khoáng xương đo bằng ELISA để mà đánh giá nguy cơ gãy xương và chẩn đoán loãng xương. Ở những bệnh nhân CKD giai đoạn 3 đến giai đoạn 5 thì việc thực hiện sinh thiết xương nếu kiến thức về loại loạn dưỡng xương do thận sẽ ảnh hưởng đến quyết định điều trị, cái này lại không khuyến cáo. Và đây là so sánh theo giữa KDIGO 2017 và 2009. Ở 2017 thì họ đề nghị xét nghiệm BMD ở bệnh nhân mắc CKD giai đoạn 3A đến giai đoạn 5 có bằng chứng về CKD-MPD và hoặc các yếu tố nguy cơ loãng xương. Còn đối với KDIGO 2019 thì bệnh nhân mắc CKD-MPD giai đoạn 3A đến giai đoạn 5 có bằng chứng về CKD-MPD thì không khuyến cáo thường xuyên thực hiện các xét nghiệm đo mật độ xương thường quy, vì BMD thì không dự đoán nguy cơ gãy xương như trong dân số nói chung. Về sinh thiết xương thì KDIGO 2017 thì không khuyến cáo, còn 2009 thì việc thực hiện sinh thiết xương ở nhiều tình huống khác nhau là hợp lý. Và lý do cập nhật của KDIGO 2017 là do nhiều nghiên cứu tiền cứu mới đã ghi nhận rằng phép đo mật độ xương hấp thu TX năng lượng kép đã thấp hơn, nó sẽ dự đoán nguy cơ gãy xương do sự cố ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3A đến giai đoạn 5. Còn thứ tự của hai khuyến nghị đầu tiên này được thay đổi vì kết quả của DISA BMD có thể ảnh hưởng đến quyết định thực hiện sinh thiết xương. Và động lực chính cho việc sửa đổi này là kinh nghiệm ngày càng tăng về thuốc điều trị loãng xương ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mạn BMD thấp và nguy cơ gãy xương cao.
Và đây là một nghiên cứu về mối liên quan giữa mật độ khoáng xương với gãy xương trên nhiều bệnh nhân mãn tính, và tổng cộng thì có 374 bệnh nhân được chụp bì xa và kết quả là xác nhận rằng BMD dự đoán gãy xương. Và sau khi chúng ta đo được mật độ xương của những người bị bệnh thận mạng ở người lọc máu chu kỳ, đặc biệt là đo ở cổ xương đùi, vì có thể lượng giá được nguy cơ gãy xương của bệnh nhân này bằng mô hình ép rắc 11 điểm của hội loãng xương đưa ra, thì dự đoán nguy cơ gãy xương hông và loãng xương nặng bằng cách sử dụng 11 mục là tuổi, giới, dân, cân nặng, chiều cao, tiền sử gãy xương, tiền sử gia đình bị gãy xương hông, tình trạng hút thuốc hiện tại, sử dụng glucocorticoid, viêm khớp dạng thấp, loãng xương thứ phát, rượu 2 đến 3 ly tiêu chuẩn một ngày, và nên chọn là mật độ khoáng xương ở cổ xương đùi. Và đo mật độ khoáng xương ở cổ xương đùi thì nó sẽ dự đoán nguy cơ gãy xương chính xác hơn đo ở cột sống thắt lưng, bởi vì đo cột sống thắt lưng thì ở những bệnh nhân người lớn tuổi thì hay kèm theo thoái hóa cột sống thắt lưng thì nó sẽ có gai xương, và nếu đo mật độ xương mà không cắt đi các gai xương thì nó sẽ làm mật độ xương nó bị tăng một cách giả tạo ạ. Và đây là nghiên cứu về công cụ đánh giá rủi ro gãy xương ép rắc dự đoán nguy cơ gãy xương ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính. Là kết luận của nghiên cứu này là những đối tượng có mức lọc cầu thận nhỏ hơn 60 nó sẽ có xu hướng có nguy cơ gãy xương cao hơn những người có mức lọc cầu thận lớn hoặc bằng 60, và nhiều khả năng là người lớn tuổi, nam giới, tiểu đường, thừa cân và tăng albumin niệu, điểm T ở cổ xương đùi dưới và tăng tỷ lệ tử vong. Tóm lại thì nguy cơ gãy xương tăng hơn khi mức lọc cầu thận giảm, nghĩa là càng suy thận nặng thì nguy cơ gãy xương nó sẽ càng cao. Và ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mạng giai đoạn 3A đến giai đoạn 5 thì có thể sử dụng kiếp đo BTH huyết thanh hoặc là phốt pho thai kim, đặc biệt là đặc hiệu cho xương, để mà đánh giá bệnh xương, thì các giá trị cao hoặc thấp rõ rệt nó sẽ dự đoán khả năng luân chuyển xương cơ bản. Và ở những bệnh nhân mắc CKD giai đoạn 3 đến giai đoạn 5 thì không nên thường xuyên đo các dấu hiệu chuyển hóa có nguồn gốc từ xương của quá trình tổng hợp collagen và sự phân hủy. Và khuyến nghị trẻ sơ sinh mắc bệnh từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 5 thì nên đo chiều dài ít nhất mỗi quý, trong khi những trẻ mà lớn hơn thì mắc bệnh bệnh thận mạng giai đoạn 2 đến giai đoạn 5 thì nên được đánh giá mức tăng triệu chứng chính ít nhất hàng năm. Và đây là chẩn đoán về việc bôi hóa mạch máu ở những bệnh nhân bệnh thận mạng giai đoạn 3A đến giai đoạn 5 thì đề nghị có thể sử dụng X-quang bụng nghiêng để mà phát hiện bôi hóa mạch máu, và siêu âm tim có thể được sử dụng để mà phát hiện bôi hóa van tim. Và đề nghị những bệnh nhân mắc bệnh thận mạng giai đoạn 3A và giai đoạn 5 đã biết có bôi hóa mạch máu hoặc van tim được coi là nguy cơ tim mạch cao nhất. Và đây là hình ảnh chụp X-quang bụng nghiêng để mà chẩn đoán canxi hóa động mạch chủ và được tính theo thang điểm Coppola và chấm điểm bôi hóa động mạch chủ bụng, được viết tắt là AAC. Phân loại bôi hóa được đánh giá ở thành trước và thành sau của động mạch chủ bụng liền kề với đốt sống từ L1 đến L5. Nó sẽ đánh giá dựa vào phim X-quang để chẩn đoán, để chấm điểm thì không điểm là không có cặn canxi ở phía trước cột sống, đốt sống, một điểm là cặn bôi hóa, cặn bôi nhỏ rải rác chiếm ít hơn 1 phần 3 thành dọc động mạch chủ, 2 điểm là 1 phần 3 đến 2 phần 3 thành bị bôi hóa, 3 điểm là 2 phần 3 trở lên thành bị bôi hóa. Và thang điểm của câu Villa và cộng sự sau khi mà được tổng hợp theo cái bảng ở trên đó là không có canxi hóa động mạch chủ bụng khi mà AAC bằng 0 điểm, canxi hóa động mạch chủ bụng nhẹ khi mà AAC từ 1 đến 4, và canxi hóa động mạch chủ vừa nặng khi AAC lớn hoặc bằng 4 điểm. Dạ, và đây là nghiên cứu tên là bôi hóa tim mạch, là dấu hiệu tăng nguy cơ tim mạch và là đại diện cho chứng xơ vữa động mạch cận lâm sàng, vai trò của siêu âm tim. Thì kết luận của cái nghiên cứu này là việc phát hiện bôi hóa tim bằng siêu âm là một công cụ đạt ước lượng để mà xác định xơ vữa động mạch và cải thiện phân tầng nguy cơ ở những đối tượng không có triệu chứng, và siêu âm tim cung cấp một công cụ dễ dàng, dễ tiền và dễ phân loại các đối tượng thành các nhóm nguy cơ tim mạch cao hơn, thấp hơn. Và bên cạnh ta sẽ thấy đó là hình ảnh mặt cắt cạnh ức trên siêu âm tim, nó sẽ cho thấy cái vòng van 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 hai lá sau khi bị bôi hóa là cái chỗ mũi tên ạ. Dạ, là em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô, anh chị và các bạn. Bài trình bày của em kết thúc ạ. Vâng, xin cảm ơn em là người đã trình bày xong cái bài báo cáo của mình.
À, tiếp theo đó là cái phần báo cáo của nghiên cứu sinh cũng trong cái lĩnh vực này. À, xin mời anh Quân sẽ áp slide vào. Và Nguyệt tắt micro đi. Ok, cho slide to ra Quân ơi. Dạ các thầy nghe không ạ? Rồi, đấy rồi. À, đấy rồi. Dạ. Em bật lại đi. Dạ em đầu tiên thì em xin kính chào thầy giáo sư tiến sĩ Võ Tam ạ. À. À, cảm ơn thầy đã hỗ trợ em hoàn thành cái chuyên đề này và dành buổi sáng cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Thì mặc dù rất cố gắng nhưng mà chắc còn nhiều thiếu sót và mong thầy góp ý và hỗ trợ thêm ạ. À. À, em xin cảm ơn quý thầy cô ở bộ môn nội đã tổ chức cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. À, xin cảm ơn tất cả các anh chị học viên đã dành thời gian để lắng nghe. Thì tiếp theo cái phần trình bày của bác sĩ Lê Minh Nguyệt thì em cũng xin trình bày cái chuyên đề đó là tiếp cận điều trị nội khoa loãng xương ở bệnh nhân bệnh Hàn mạn. Thì sở dĩ em chọn cái chủ đề này bởi vì em thấy đây là một cái mắt xích yếu nhất trong quản lý đa yếu tố ở bệnh nhân bệnh Hàn mạn. Thì như chúng ta đã biết thì bệnh Hàn mạn có rất nhiều yếu tố để quản lý, từ thiếu máu, từ nhiễm trùng, từ bệnh tim mạch rồi vân vân. Nhưng mà cái khâu này thì nó chưa có được quan tâm lắm. Sở dĩ không được quan tâm lắm bởi vì đối với bệnh nhân loãng xương thì như các anh chị đã biết, đối với bác sĩ cơ xương khớp thì hầu hết thì các cái thuốc điều trị chống loãng xương đều chống chỉ định khi độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút, và các bác sĩ về chuyên ngành cơ xương khớp thì cũng không có nắm rõ về CKD MBD này. Còn đối với bác sĩ thận học thì có thể nắm rõ về cái CKD MBD này, tuy nhiên thì cái thuốc điều trị thì nó cũng không được đầy đủ. Và cái thứ hai là các cái thuốc điều trị loãng xương á, thì mình cũng không có nắm rành lắm, không giống như thầy là hai bên hai cái chuyên ngành luôn. Chính vì vậy thì hầu hết các bệnh nhân bệnh thận mạn thì loãng xương thì đều bị bỏ qua, và hầu hết thì dẫn đến cái hậu quả là gãy xương. Phần trình bày của em thì gồm có 5 phần như trên màn hình. Thì đầu tiên thì đặt vấn đề, thì loãng xương đây là một bệnh lý xương đặc trưng bởi sự suy giảm sức mạnh của xương làm tăng nguy cơ gãy xương. Thì sức mạnh của xương là được xác định bởi mật độ xương và chất lượng xương. Còn chất lượng của xương thì bao gồm là cấu trúc, tái tạo, tích lũy những vi tổn thương và quá trình khoáng hóa. Về sinh lý bệnh của loãng xương thì khi mà cái quá trình tạo xương nó thấp hơn với quá trình hủy xương thì sẽ dẫn đến từ loãng xương. Về loãng xương thì người ta sẽ chia ra làm loãng xương nguyên khoát và loãng xương thứ khoát. Loãng xương nguyên khoát thường là có tiếp 1 là thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh, và loãng xương tiếp 2 là thường là do tuổi cao. Còn loãng xương thứ phát thì bao gồm rất là nhiều nguyên nhân, như là nguyên nhân về thận, về thuốc, do thuốc, do đái tháo đường, do bệnh lý tuyến giáp, vi nhiễm viêm gan siêu vi, do bất động, vân vân. Thì loãng xương gây ra hơn là 8,9 triệu ca gãy xương hàng năm. Loãng xương đã gây dẫn đến hậu quả nặng nề, đó là gia tăng nguy cơ tử vong, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh và gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội. Đối với loãng xương trên bệnh nhân bệnh thận mạn thì như thế nào? Thì người ta thấy là tỷ lệ mắc xương và gãy xương tăng lên khi chức năng thận suy giảm. Loãng xương thì người ta thống kê chiếm khoảng 32%, thiếu xương chiếm khoảng 50% ở bệnh nhân bệnh thận mạn. Và khi bệnh nhân bệnh thận mạn tiến triển thì nguy cơ gãy xương tăng lên 8 lần. Về tỷ lệ tử vong sau 1 năm sau khi bị gãy cổ xương đùi, người ta thấy 17-27% so với dân số chung, và chiếm 64% ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Thế thì tại sao bệnh thận mạn nó lại làm tăng nguy cơ gãy xương như vậy? Thì người ta thấy có rất là nhiều yếu tố, từ việc sử dụng thuốc, về việc giảm các cái hormone sinh dục, quá trình viêm toàn thân, về nhiễm toan, vân vân. Thì trong đó có cái yếu tố quan trọng nhất, đó là loạn dưỡng xương do thận. Đây là một cái thành phần của CKD MBD. Về loạn dưỡng xương do thận thì như bác sĩ Minh Nguyệt đã trình bày về cơ chế sinh lý bệnh khá rõ. Thì đó là sự tương tác giữa bốn cơ quan về xương, tuyến cận giáp, ruột và thận, và nó sẽ dẫn đến cái hậu quả sau cùng, đó là tăng phospho, tăng BTH và tăng FGF23 và giảm canxi. Và chính vì vậy thì nó sẽ dẫn đến
dẫn đến các cái bệnh lý về xương. Loại dưỡng xương do thận thì người ta chia làm bệnh xương tiêu chuyển cao, bệnh xương tiêu chuyển thấp, còn dưỡng xương do thận hỗn hợp, loãng xương. Để hiểu rõ tại sao mà trong suy thận nó gây bệnh xương tiêu chuyển cao và tiêu chuyển thấp thì chúng ta nhớ đến quá trình tái mô hình, tức là trong đó cái quá trình tạo xương và quá trình hủy xương nó sẽ thay phiên nhau hoạt động. Và từ cái cốt bào osteocyte thì nó sẽ tiết ra cái yếu tố GranL. Cái yếu tố này nó sẽ kết hợp với cái yếu tố Gran trên hủy cốt bào để nó kích thích sự biệt hóa hủy cốt bào và dẫn đến hủy xương. Và trong cái bệnh thận mạn tiến triển thì nó có cái yếu tố BTH. BTH là nó kích thích cái quá trình này, nó kích thích quá trình này, do đó là nó sẽ dẫn đến là tăng chu chuyển xương. Còn nếu mà BTH giảm thì nó sẽ dẫn đến là giảm chu chuyển xương. Thế thì tại sao trong suy thận mạn BTH giảm thì gây bệnh xương chu chuyển thấp, là do thường là do cái quá trình điều trị của chúng ta, ta dùng canxi quá mức ức chế BTH. Tiếp theo em xin đi vào cái phần chẩn đoán loãng xương ở bệnh thận mạn. Thì chẩn đoán như chúng ta đã biết thì ở bệnh nhân thông thường thì dựa vào cái chẩn đoán theo cái tiêu chuẩn WHO. Như vậy là ở bệnh nhân bệnh thận mạn thì có dựa vào tiêu chuẩn này được hay không? Thì câu trả lời là nếu mà độ lọc cầu thận là lớn hơn 30 ml trên phút thì chúng ta sử dụng được tiêu chuẩn này khi mà loại trừ CKD MBD. Còn nếu độ lọc cầu thận bé hơn 30 ml trên phút hoặc là có tiền sử gãy xương thì chúng ta phải cần loại trừ cái CKD MBD trước khi mà chúng ta chẩn đoán loãng xương. Sở dĩ là cái đo mật độ phán xương bằng phương pháp DSA này nó không được áp dụng ở bệnh thận mạn, vì thứ nhất là mật độ xương á, là ở trong cái CKD MBD này nó bị mắc chủ yếu là ở xương vỏ, và nó có thể tăng ở xương sớp, do đó chúng ta đo thấy mật độ tăng nhưng mà là do cho CKD MBD. Cái thứ hai là không thể dự đoán được loại tổn thương xương ở bệnh nhân độc máu, tức là đo mật độ xương không thể biết được bệnh xương tiêu chuyển cao, bệnh xương tiêu chuyển thấp, và thường đó là nó kèm theo cái quá trình vôi hóa có thể dẫn đến tăng mật độ xương giả tạo. Chính vì vậy là các cái khuyến cáo hiện tại thì người ta khuyến cáo đo mật độ xương như thế nào? Thì người ta khuyến cáo đo mật độ xương là khi mà độ lọc cầu thận lớn hơn 30 ml trên phút trên 1,73 mét vuông da, có các yếu tố nguy cơ gãy xương thì người ta đề nghị đo mật độ xương để đánh giá nguy cơ gãy xương. Còn nếu độ lọc cầu thận bé hơn 30 ml trên phút, 1 trên 1,73 mét vuông da, có tiền căn gãy xương, không có bằng chứng của CKD MBD thì chúng ta đo mật độ xương và cân nhắc điều trị. Tiếp theo em xin trình bày công cụ đánh giá nguy cơ gãy xương. Thì có hai cái công cụ em thấy phổ biến, đó là dựa vào mô hình RUC và người ta ước lượng nguy cơ gãy xương sau 10 năm nếu mà xem xét để quyết định có thể điều trị loãng xương hay không, và mô hình Galvan. Thì hiện tại đây thì ta thấy là cái mô hình RUC này nó sẽ không điều chỉnh nguy cơ gãy xương theo mức lọc cầu thận, và nó tuy nhiên thì trên lâm sàng vì cũng không em không rõ là nó có các mô hình khác nó có tối ưu hay không, thì cái mô hình này vẫn được sử dụng và người ta điều chỉnh cái nguy cơ gãy xương lên mức cao hơn nếu có tiền sử té ngã. Về giá trị của X quang xương thì nó cũng không có giá trị lắm, chủ yếu là tìm các cái bằng chứng của loạn dưỡng xương do thận tiềm ẩn, tìm hủy xương dưới màng xương, hoặc là có thể tìm thấy vú Brown trong cường cảnh giáp thứ phát. Về xét nghiệm các cái dấu ấn sinh học thì xét nghiệm các cái dấu ấn sinh học có vai trò cũng khá quan trọng, đó là canxi, phosphor, BTH, vitamin D và phosphate kiềm đặc hiệu cho xương. Thì nếu mà độ lọc cầu thận từ 30 đến 60 thì chúng ta xét nghiệm cái bộ xét nghiệm này để chi, để mình loại trừ coi có CKD MBD hay không. Nếu mà không có thì mình sẽ chẩn đoán loãng xương, còn nếu mà có gợi ý thì mình phải điều trị cái loãng dưỡng xương do thận trước khi quyết định điều trị thuốc loãng xương. Còn nếu độ lọc cầu thận dưới 30 thì mình thường là mình xét nghiệm cái này để dự đoán chu chuyển xương, nhưng mà đôi khi cần phải sinh thiết xương thì mình mới có thể quyết định được. Thì hai cái dấu ấn quan trọng nhất mà thường người ta sử dụng trong để giúp chẩn đoán các cái loạn dưỡng xương do thận này, đó là BTH và phosphate kiềm đặc hiệu cho xương. BTH, nếu mà BTH thấp thì ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ thì người ta gợi ý đây là bệnh xương bất sản. Nếu mà bệnh nhân chưa lọc máu thì thường là thấp này thì người ta không có gợi ý, trừ khi một trường hợp đầu tiên BTH cao mà chúng ta cho vitamin D, sau đó nó sẽ dẫn đến BTH thấp. Đối với BTH cao lớn hơn 450
ở bệnh nhân lọc mặc dù lọc mắt chu kỳ hoặc là không thì người ta chẩn đoán là viêm xương sơ nang hoặc là loạn dưỡng xương do thận hỗn hợp. Còn nếu mà VTH quá cao trên 500 microgram trên ml thì người ta loại trừ luôn bệnh xương bất hoạt, tại vì bệnh xương bất hoạt là thường là do VTH thấp. Còn nếu VTH nằm trong cái khoảng từ 100 đến 450 microgram trên ml thì cái giai đoạn này nó nằm ở cái khoảng giữa thì rất là khó, do đó người ta không thể dự đoán được là đây là bệnh xương chu chuyển cao hay bệnh xương chu chuyển thấp. Do đó là người ta phải xét nghiệm thêm cái phosphate tay kiềm đặc hiệu cho xương. Đây là cái marker được sinh ra trong cái quá trình tạo xương, thì người ta thấy nếu mà cái chất này cao á, thì mà chứng tỏ là gì, là có quá trình tạo xương xảy ra, người ta sẽ loại trừ bệnh xương bất hoạt. Còn nếu mà thấp hoặc bình thường thì gợi ý là bệnh xương bất hoạt. Và đôi khi có những cái trường hợp hai cái chỉ số này mình không thể quyết định đâu là bệnh xương chu chuyển cao, bệnh xương chu chuyển thấp, tại vì hai cái này điều trị nó sẽ khác nhau, thì mình sẽ đề nghị sinh thiết xương. Thì tuy nhiên thì đây là một cái kỹ thuật mà xâm lấn và ít có các cái trung tâm hiện tại bây giờ triển khai được, thậm chí ở các cái thành phố lớn. Vì vậy thì cái này thì rất là khó. Đây là một số hình ảnh trên sinh thiết xương. Tiếp theo thì em xin đi vào cụ thể điều trị loãng xương. Điều trị loãng xương thì cũng giống như điều trị loãng xương khác, thì gồm có đầu tiên là mình phải thay đổi lối sống, thứ hai là bổ sung canxi và vitamin D, thứ ba là điều trị suy tuyến sinh dục nếu có, và thứ tư là điều trị bằng thuốc. Thì nó có khác biệt so với bệnh nhân không suy thận, đó là gì? Đó là nếu mà có rối loạn chuyển hóa xương và chất khoáng do bệnh thận mạng thì chúng ta phải ưu tiên điều trị cái rốt này trước khi mà chúng ta sử dụng thuốc chống loãng xương. Tại vì nếu mà có rốt xảy ra thì cái xương đó là nó thay đổi vi cấu trúc, thì dù có mặt độ xương có bình thường hay có không hay loãng xương thì nguy cơ gãy xương nó vẫn rất là cao. Thay đổi lối sống thì như các quý thầy cô thấy là trên màn hình là chúng ta chú ý là tập thể dục, ngăn ngừa té ngã, giảm cân, ngưng hút thuốc lá. Thì đặc biệt là người lớn tuổi thì người ta nói nhiều đến cái vai trò té ngã và có rất nhiều biện pháp để phòng ngừa té ngã ở người cao tuổi. Về bổ sung vitamin D, bổ sung vitamin D đầy đủ thì mình phải dựa vào cái mức lọc cầu thận và dựa vào có rối loạn chuyển hóa xương và chất khoáng cho bệnh thận mạng hay không. Nếu mà loại trừ hai cái đó, dạ quý thầy cô nghe nè. Dạ nếu mà mình, dạ cảm ơn thầy. Dạ nếu mà như mình loại trừ được hai cái không có rối loạn chuyển hóa xương và chất khoáng cho bệnh thận mạng, và mình loại trừ và lượng lọc cầu thận trên 30 ml trên phút trên 1,3 mét vuông da, thì mình sẽ bổ sung canxi rồi giống như là người bình thường. Còn nếu mà có suy thận, có rối loạn chuyển hóa canxi chất khoáng thì mình cũng phải bổ sung canxi và vitamin D theo. Dạ hình như là có anh chị nào mở cái mic thì phải. Bạn Tâm mở mic đấy, bạn Tâm ơi, tắt mic. Bạn Tâm mở ra để quan tâm vào làm gì để ý chứ. Rồi mời em lại đi. Cảm ơn thầy, cảm ơn các anh chị. Thì tiếp theo thì em xin trình bày tiếp theo, đó là điều trị loãng xương. Thì các anh chị phải chú ý là điều trị suy tuyến sinh dục. Suy tuyến sinh dục thì đối với phụ nữ tiền mãn kinh có suy giảm hormone sinh dục và có bệnh thận mạng thì người ta sẽ dùng estrogen, và đặc biệt thì mình phải chú ý là tìm nguyên nhân gây suy sinh dục và liều dùng là thường là không cần chỉnh liều. Nếu mà đối với bệnh nhân lọc máu chu kỳ thì người ta dùng 50% so với liều thường dùng. Tuy nhiên thì estrogen này đó là ở phụ nữ mà sau mãn kinh hơn 10 năm thì người ta phải cân nhắc, tại vì nó làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, mạch vành, đột quỵ và huyết khối. Còn đối với nam giới có suy tuyến sinh dục và triệu chứng và bệnh thận mạng thì ta dùng testosterone, hiện nay không cần chỉnh liều. Tiếp theo thì em nói đến cái phần mà điều trị loạn dưỡng xương do thận. Loạn dưỡng xương do thận đây là cái phần chính. Thì trước khi nói phần này thì các anh chị chú ý, tức là cái CKD MBD này nó gồm 3 thành phần. Một là rối loạn chuyển hóa xương và chất khoáng, thứ hai là loạn dưỡng xương do thận, và thứ ba là vôi hóa mạch máu. Thì hầu hết các cái điều trị nó đều theo một cái mục tiêu chung là như thế này, đó là vitamin D, kiểm soát phosphate, kiểm soát canxi và VTH, và nó chỉ khác nhau một chỗ, đó là bệnh xương chu chuyển cao và chu chuyển thấp, còn lại thì hầu hết thì nó tương đối giống nhau. Thì điều trị đầu tiên là kiểm soát phosphate máu. Như sinh lý bệnh thì các anh chị đã thấy rồi,
phosphat máu là nó là cái gọi là cái điểm mấu chốt trong cái sinh lý bệnh của CKD MBD này. Từ cái chuyện mà tăng phosphat không thải được phospho thì nó sẽ dẫn đến là cái cơ chế sinh lý bệnh đó là tăng BTH, tăng FCF23 vân vân. Do đó là mục tiêu của mình là giảm phosphat máu là rất là quan trọng. Thì giảm phosphat máu thì người ta đề nghị là mục tiêu là bé hơn 5,5mg trên decilit. Thì giảm phosphat máu này mình phải áp dụng đồng thời ba biện pháp, chứ mình không thể áp dụng một cái riêng lẻ. Đó là đầu tiên là hạn chế chế độ ăn có nhiều phospho. Thì chúng ta biết thì mỗi ngày chúng ta ăn phosphat vào cơ thể thì khoảng chừng 1,2 đến 1,5g. Thì trong bệnh nhân suy thận mạng thì người ta đề nghị là hạn chế phospho khoảng 800mg trên ngày. 800mg trên ngày là quá tốt. Và chúng ta không thể hạn chế được còn 500mg hoặc là 300mg trên ngày, bởi vì thì cái phospho trong máu á, nó tỷ lệ thuận với cái protein theo cái phương trình như trên màn hình. Vì vậy nếu mà chúng ta ăn cái phospho mà thấp quá, chứng tỏ là cái lượng protein vào cơ thể mình thấp, rất là thấp. Vì vậy là sẽ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng và tăng tỷ lệ tử vong. Vì vậy là phospho hạn chế cao lắm là 800mg trên ngày. Cái thứ hai là mình sẽ sử dụng thuốc gắn kết phosphat. Để các cái thuốc này thì phospho nó có hai đường, là một là thải qua đường nước tiểu, nếu mà không thải ra đường tiểu được thì mình sẽ thải qua đường ruột, và bằng cách là mình sử dụng các cái thuốc trong quá trình ăn uống nó sẽ có phospho và nó sẽ gắn kết phospho thải ra ngoài. Thì có rất là nhiều chế phẩm thuốc gắn kết phosphat có canxi và gắn kết phosphat không có canxi. Và các cái thuốc phosphor này thì theo tài liệu em đọc được thì em thấy cái khả năng gắn kết của nó cũng có giới hạn, tức là mỗi ngày thì nó cũng gắn kết cao lắm là 200 đến 300mg phosphat mỗi ngày. Và cái bước tiếp theo đó là đối với bệnh nhân mà lọc máu chu kỳ hoặc là lọc màng bụng á, thì mình phải nó sẽ thải vào bằng cái con đường này, thải phosphat vào con đường này. Tuy nhiên á, thì nó cũng phải có giới hạn, tức là chạy thận nhân tạo thì người ta thấy mỗi tuần nếu mà mình chạy thận đủ liều là 3 lần mỗi tuần và mỗi lần mình chạy 4 giờ thì nó sẽ thải được 2,3 đến 2,6. Còn thẩm phân phúc mạc cũng vậy, làm CRPD mỗi một tuần là mình mỗi một ngày mình làm 4 cử thì nó cũng thải được 2 đến 2,2 gram phosphat một tuần. Chính vì vậy thì chúng ta trong quá trình chạy thận thì mình chú ý là chạy đúng đủ liều cho bệnh nhân, tức là chạy đúng giờ và sử dụng màng lọc tốt thì mới có thể thải được cái phosphat này. Cái thứ hai thì em xin qua trình bày đó là điều trị thiếu vitamin D. Thì điều trị thiếu vitamin D này thì có hai dạng, tức là vitamin D tạm gọi là vitamin D chưa hoạt hóa và D2 và vitamin D hoạt hóa calcium. Thì người ta định nghĩa là khi người ta điều trị khi mà vitamin D trong máu là không thiếu. Không thiếu là như thế nào? Không thiếu thì người ta thấy là bé hơn 30 nanogram trên ml thì người ta sẽ bổ sung vitamin D2 trước. Còn vitamin D hoạt hóa này á, thì người ta chỉ sử dụng khi cường căng giáp tiến triển, tức là khi mà thường thấy là BTH tăng cao. Và cái này thì chúng tôi xin nhờ thầy có ý kiến thêm, cũng không có nhiều kinh nghiệm mà. Cái tiếp theo đó là mình kiểm soát canxi. Canxi thì các anh chị thấy canxi là một cái thuốc mà mình dễ cho nhất, tại vì mình trên thị trường thì thứ nhất nó rẻ và hai là nó sẵn có. Tuy nhiên thì trong cái rối loạn chuyển hóa xương và chất khoáng cho bệnh thận mạng thì em nghĩ rằng đây là một cái thuốc mà khó kê nhất, tại vì mình kê mình không biết nó đúng hay sai. Thì người ta thấy á, cái lượng người ta đề nghị cái lượng canxi nhập hàng ngày là 800 đến 1000mg trên ngày. Thì sao, tức là khi nào mà bệnh nhân có chế độ ăn uống đủ 1000mg trên ngày thì chúng ta không bổ sung. Khi bệnh nhân không ăn được, ví dụ bệnh nhân không nhập được miếng canxi nào thì chúng ta bổ sung 1000, còn bệnh nhân ăn được 500 thì chúng ta bổ sung 500. Nhưng mà quan trọng là làm sao chúng ta biết được là mỗi ngày bệnh nhân nhập vào là được bao nhiêu. Thì em đọc các cái tài liệu nước ngoài thì em thấy là người ta có một cái bảng câu hỏi về cái lượng canxi mỗi ngày, tức là sử dụng các bảng câu hỏi để ước toán lượng được canxi. Tuy nhiên thì em thấy ở Việt Nam mình rất là khó áp dụng, tại vì cái chế độ ăn của người Việt Nam mình rất là thất thường và họ trả lời câu hỏi thì nhiều khi cũng không có chính xác. Vì vậy là điều trị hạ canxi là ta thấy là cá thể hóa và tùy theo mức độ nặng của triệu chứng, và không có một cái tài liệu nào khuyến cáo là dùng bao nhiêu cả. Ví dụ ngay thậm chí là Cardigo 2017 thì người ta đề nghị là gì, là khuyến nghị hạn chế liều lượng của chất gắn kết phosphat chứa canxi trong trường hợp là tăng canxi máu dai dẳng hoặc tái phát và có hiện tượng quay quá động mạch và bệnh xương bất động. Tức là người ta thấy nếu mà có tình trạng này xảy ra thì mình không sử dụng thuốc gắn kết phosphat có canxi đó. Thì người ta nói một câu như vậy.
Và tiếp theo thì em xin điều trị mà cái khá quan trọng, đó là điều trị tăng BTH, tức là bệnh xương bắc quạt. Tăng BTH này nó sẽ gây bệnh xương chu chuyển cao, thì mình sẽ điều trị làm cho BTH giảm xuống. Điều trị BTH giảm xuống có hai cái chất người ta thường hay sử dụng nhất, đó là canxi chion và các chất tương tự vitamin D tổng hợp, và cái hai là canxi mimetic. Thì đầu tiên thì canxi chion và các chất tương tự vitamin tổng hợp thì người ta chia làm hai nhóm, một cái nhóm chưa lọc máu và một cái nhóm lọc máu. Thì em nói về cái nhóm chưa lọc máu trước, thì bây giờ cái giá trị BTH bao nhiêu để mình điều trị thì người ta vẫn chưa có xác định. Một số tài liệu thì đề nghị khi mà tăng 2 đến 3 lần và hiệu quả của nó là người ta thấy là ổn định được BTH, cải thiện được mô học xương, nhưng không cải thiện được kết cục lâm sàng quan trọng, tức là các cái biến cố về tử vong, về lâu dài, về bệnh mạch máu thì nó không cải thiện. Còn đối với cái canxi chion này, đối với bệnh nhân mà lọc máu, đối với bệnh nhân mà lọc máu á, thì người ta nghiên cứu là không có thấy, không thấy được cái lợi ích. Yeah. Đối với cái thuốc thứ hai đó là thuốc canxi mimetic, thì cái thuốc này thì em thấy ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại giờ chưa có sử dụng, từ khi hàng sách tay. Thì đối với bệnh nhân chưa lọc máu thì người ta thấy là ít dữ kiện chứng minh nó có lợi. Còn đối với bệnh nhân, cái thuốc này thì nó đặc biệt, nó có lợi đối với bệnh nhân lọc máu, thì người ta thấy kiểm soát cường cẳng giáp tốt, tuy nhiên chưa chứng minh được cải thiện tử vong do tim mạch. Và cái một số nghiên cứu thì người ta thấy là giảm nguy cơ mắc biến cố tim mạch, chỉ tức là nó không có cải thiện tử vong do tim mạch. Còn cái nghiên cứu Evon này người ta thấy là giảm nguy cơ biến cố tim mạch khi mà đối tượng nghiên cứu là người lớn hơn 65 tuổi. Thì cái canxi mimetic này thì người ta thấy có hai loại, đó là sinacanset và etansacanset. Yeah. Thì người ta có một cái khuyến cáo rất là cụ thể là sử dụng canxi mimetic ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Nếu mà phosphat máu mà thấp, canxi máu thấp thì thường thường là người ta phải sử dụng canxi chion trước, và nếu không đạt mục tiêu thì người ta mới thêm canxi mimetic. Còn ngược lại, nếu mà phosphat máu tăng và canxi máu tăng thì nếu mà mình dùng canxi chion trước thì lại nó lại làm tăng canxi máu, do đó người ta phải sử dụng canxi mimetic trước. Và nếu mà không đạt mục tiêu thì người ta mới sử dụng là cái canxi chion. Dạ. Tiếp theo thì các cái điều trị khác liên quan đến CKD-MPD này thì em thấy thứ nhất là phẫu thuật cắt bỏ tuyến cẳng giáp. Thì phẫu thuật cắt bỏ tuyến cẳng giáp khi mà có cường cẳng giáp nặng và tăng canxi máu và tăng phosphor máu, hoặc là cường cẳng giáp kháng với điều trị nội khoa. Thì gần đây em có nghe thuật cử đó là cường cẳng giáp đệ tam. Dạ, tức là cái cường cẳng giáp mà cái canxi, lúc đó canxi máu nó là bình thường. Về nhôm, nếu mà nghi ngờ nhuyễn xương do nhôm thì có thể bắt đầu là thải sắt bằng desferrioxamine. Thì cái này thì tài liệu thì em đọc thấy vô nên thấy cũng hơi lạ, tức là thải nhôm mà dùng thuốc thải sắt. Dạ. Yeah. Nhiễm toan thì mình sẽ kiểm soát bằng natri bicarbonate. Dạ. Yeah. Thì có hai cái điểm quan trọng ở đây em cần chú ý, đó là bệnh xương chu chuyển thấp và bệnh xương chu chuyển cao. Bệnh xương chu chuyển thấp thì là do gì? Do BTH nó thấp quá, do đó mình điều trị sao mình phải làm tăng BTH lên. Mình tăng BTH lên thì mình sẽ sử dụng cái gắn kết thuốc phosphat không có chứa canxi. Tại vì nếu mà chứa canxi thì nó sẽ ức chế BTH, do đó mình sử dụng thuốc gắn kết phosphat không chứa canxi. Cái thứ hai là cái vitamin D có hoạt tính thì mình sẽ giảm liều. Tại vì cái này thì nó làm tăng tạo canxi, do đó mà tăng canxi xong thì nó lại ức chế BTH, do đó là mình sẽ giảm hoặc ngưng các cái thuốc vitamin D. Yeah. Tuy nhiên thì ta thấy là giảm các cái thuốc này thì mình phải cân nhắc với lợi ích trên tỷ lệ sống còn, tức là mình sẽ sử dụng thuốc này thì có khả năng là tăng tỷ lệ sống còn hơn. Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì mình sẽ sử dụng cái dịch lọc mà canxi nó thấp, tức là thường là 2m so với 2,5m. Yeah. Và thuốc bifosphonate thì đối với quan trọng nhất là cái thuốc chống loãng xương là bifosphonate này. Cái thuốc này là cái thuốc mà nó chống hủy xương. Thì khi mà bệnh xương chu chuyển thấp, tức là nó đã không tạo xương rồi mà mình lại sử dụng thuốc này là mình lại là làm cho nó không tạo xương thêm nữa, do đó là rất là nguy hiểm. Vì vậy là bifosphonate là không có khuyến khích khi mà điều trị cái bệnh xương chu chuyển thấp này, mà mình cần phải xin thiết xương để loại trừ. Dạ. Dạ thầy ơi, em xin phép thầy trình bày bao nhiêu để em biết em. Dạ. Dạ cũng gần xong rồi. Dạ.
Và tiếp theo thì cái phần mà cuối cùng là cái phần thì em thấy là bác sĩ đối với em là chuyên khoa thận thì em không rành nhất, đó là sử dụng thuốc chống loãng xương. Tại vì thường thường là ví dụ ở bệnh viện em là các cái thuốc mà điều trị chống loãng xương là thường bác sĩ khoa cơ xương khớp. Dạ, thì em đọc tài liệu thì em thấy như sau. Đầu tiên đó là khi mà người ta lấy cái mức độ lọc cầu thận là 30, nếu mà độ lọc cầu thận trên 30, bước tiếp theo là loại trừ CKD MBD. Nếu mà hai cái này là bình thường hết thì mình điều trị chống loãng xương như là một người bình thường. Dạ. Còn nếu mà khi mà độ lọc cầu thận bé hơn 30 thì lúc đó người ta mới xét đến cái tiền căn gãy xương. Nếu mà bệnh nhân có tiền căn gãy xương á, nếu mà không có tiền căn gãy xương mà độ lọc cầu thận dưới 30 tức là suy thận nặng đó, thì người ta không điều trị thuốc chống loãng xương mà người ta chỉ điều trị cái rối loạn phán xương nếu có. Còn nếu mà độ lọc cầu thận dưới 30 mà lại đã quá khứ nó đã từng bị gãy xương rồi thì đầu tiên là người ta phải loại trừ coi có CKD MBD này hay không. Mà loại trừ bằng cách nào? Loại trừ là bằng cái xét nghiệm sinh hóa. Nếu mà xét nghiệm sinh hóa không được thì mình phải xin tiến hành sinh thiết xương. Dạ. Và sau đó thì người ta sẽ dùng. Nếu mà trong độ lọc cầu thận dưới 30 này, người ta lại chia làm hai nhóm, một nhóm là từ 15 đến 30 thì người ta sẽ dùng thuốc chống loãng xương, và một nhóm mà dưới 15 thì người ta chỉ sử dụng thuốc chống loãng xương khi nguy cơ tử vong do gãy xương tái phát cao. Do đó là cái vấn đề này em thấy là nếu mà tính kỹ ra nó rất là phức tạp. Vì vậy thì thường thường các bác sĩ lâm sàng thường hay bỏ qua, và đặc biệt là gì, là khi mà chúng ta muốn điều trị thì chúng ta cũng thuốc là rất là ít nha. Đó là khi mà độ lọc cầu thận dưới 30 có tiền căn gãy xương, độ lọc cầu thận từ 15 đến 30 thì sử dụng thuốc chống loãng xương mình sử dụng thuốc nào. Thì bây giờ thì người ta thấy là người ta hay dùng là bisphosphonate đường uống, thì dĩ nhiên phải loại trừ bệnh xương chu chuyển thấp. Tuy nhiên cái thuốc này nó còn tranh luận, thì nếu mà ta sẽ dùng Resironate 35mg mỗi tuần, thời gian bé hơn 3 năm. Denosumab thì hiện tại bây giờ cũng còn đang tranh luận. Còn nếu mà đối với bệnh nhân mà có độ lọc cầu thận dưới 15, sinh thiết xương loại trừ cái LROT và đã có tiền căn gãy xương rồi, mà nếu mà gãy xương nữa nguy cơ tử vong cao thì người ta cũng cân nhắc dùng bisphosphonate và denosumab. Còn đây là cái đánh giá trước khi điều trị loãng xương. Thì đây là một cái số cái nghiên cứu mà em thấy được trên một số nghiên cứu về thuốc loãng xương trên đối tượng bệnh thận mạng, thì hầu hết các cái nghiên cứu đều các số liệu đều thấp, cái cỡ mẫu thấp và số liệu tương đối rời rạc. Thì em thấy có hai cái loại thuốc mà mình cần chú ý, đó là một là denosumab, thì người ta thấy là giảm nguy cơ gãy xương và không liên quan đến tác dụng phụ. Và cái thuốc thứ hai rất có tiềm năng hiện tại bây giờ, đó là romosozumab. Thì cái thuốc này là cái kháng thể đơn dòng kháng sclerotin, sử dụng được cho khi mà độ lọc cầu thận bé hơn 30, người ta thấy là tăng cái mật độ xương và giảm gãy xương đốt sống và ngoài đốt sống. Thì cái rosozumab này là kháng thể kháng sclerotin. Thì chúng ta sclerotin là cái gì? Thì sclerotin đó là chúng ta đã biết thì đây là cái để tạo thành một cái kích thích tế bào quỷ xương và kích thích tế bào tạo xương. Thì trong cái tế bào tạo xương á, thì cái sclerotin này là nó sẽ ức chế tế bào tạo xương. Thì cái kháng thể đơn dòng này thì mình sẽ trung hòa được cái sclerotin này, do đó là cái sclerotin này không còn ức chế cái tế bào tạo xương nữa thì nó sẽ tăng tạo xương. Thì trên đây là em có một số cái tình huống lâm sàng ngắn gọn. Ở chỗ em lọc máu thì có bệnh nhân nam 68 tuổi lọc máu chu kỳ được 15 năm. Bệnh nhân này gãy cổ xương đùi hai bên, đã thay khớp háng. Thì hiện tại giờ xét nghiệm giờ có cái rối loạn chuyển hóa canxi phốt phát rất là nặng. Canxi là bình thường 2.2, phốt pho 2.4, tăng so trên 1.8, đặc biệt VDH là 2825, vitamin D thì thiếu. Thì cái ca này đo mật độ xương á, thì em thấy là T-score bé 2.5 là 2.6. Thì đối với ca này thì em thấy là cái thuốc CKD MBD quá nặng. Vì vậy thì em không có, mình phải điều trị CKD MBD trước khi mà mình điều trị thuốc chống loãng xương. Và cái ca này thì rất có thể là đại tam cường cận giáp đại tam, do đó là mình phải xem xét cắt tuyến cường cận giáp. Tình huống thứ hai là một bệnh nhân nữ 64 tuổi, độ lọc cầu thận là 20, tức là bệnh thận giai đoạn 4, chưa lọc máu, đến khám vì đau xương. Tiền căn thì bệnh nhân có gãy cổ xương đùi, có thay khớp háng bên trái, thì xét nghiệm ra có canxi 2.1, phốt pho 1.4, BTH 2.257.
vitamin D 12,96. Thì cái ca này là độ lọc cầu thận là từ 15 cho đến 30, có tiền căn gãy cổ xương đùi. Thì mình chỉ xem xét điều trị thuốc chống loãng xương khi mà mình loại trừ được cái ROS. Thì cái này thì em thấy cái BTH thì nó cũng tăng và nhẹ, phospho nó cũng tăng. Thì đối với cái mức này thì em thấy là tốt nhất thì mình nên xin thiết xương để loại trừ cái ROS trước. Dạ. Còn cái tình huống thứ ba đó là một bệnh nhân ở phòng khám độ lọc cầu thận 26 tuổi, tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường, đo mật độ cổ xương đùi là từ 3.5, thì có cái canxi, phospho, BTH trong giới hạn bình thường. Thì cái này em thấy là bệnh nhân này không có cái tiền căn gãy xương, vì vậy mà độ lọc cầu thận thấp thì mình nên theo dõi thêm. Dạ. Để kết thúc phần trình bày của mình thì em xin đi đến kết luận như sau. Thứ nhất là phải cần quan tâm chẩn đoán và điều trị loãng xương ở bệnh nhân này, bởi vì nó tăng nguy cơ gãy xương, tàn phế, tử vong. Cái thứ hai là ở bệnh nhân bệnh thận mạng thì mình cần chẩn đoán và điều trị loãng dưỡng xương do thận trước khi sử dụng các thuốc chống loãng xương. Và cái thứ ba đó là sinh thiết xương là kỹ thuật cần thiết để chẩn đoán và theo dõi bệnh lý xương và các rối loạn sinh thiết xương. Dạ, em xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của thầy Tam, cũng có quý thầy cô bộ môn nội và các anh chị. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Một cái bài báo cáo tổng quát về CKD MPD. Mình nhất là đi vào rất là sâu trong lĩnh vực điều trị. Đây là một lĩnh vực khó. Ngay cả gai lai người ta cũng viết rất là rõ. Để mà điều trị những cái rối loạn xương và khoảng xen bệnh thận mạng này á, thật sự ra người ta sử dụng cái từ gọi là cần có specialist á, mà MBD và CKD có nghĩa rằng cái chuyên gia chỉ trong lĩnh vực rối loạn khoảng chất xương và bệnh thận mạng, chứ không phải rằng ai cũng có thể biết và cũng có thể là phối hợp thuốc một cách nhuần nhuyễn. Thì các bạn đã thấy được rằng cái vấn đề nó trong một cái tinh mực một thời gian ngắn mà anh Quân đã tập hợp lại được tất cả các cái dữ liệu ha, để các bạn có thể nghe được. Hiện nay như vậy là 10:50, các bạn xem ai có ý kiến và thắc mắc điều gì không rõ nghe nè, để có thể hỏi thêm để cho nó rõ hơn. Đây, các bạn có thể giơ tay nghe, đưa tay và chúng tôi mời. Các bạn khi nghe hai cái báo cáo này các bạn có hiểu không? Và các bạn có điều gì mà các bạn không rõ? Cái bài báo cáo đầu tiên của cô Nguyệt á, là nó có nằm ở trong chỗ cái tài liệu. Cho đến hiện nay á, trong lĩnh vực này, đây là cái lĩnh vực rối loạn khoảng xương. Chúng ta có thể rối loạn khoảng xương bởi vì cái chất khoảng này là khoảng tại đấy nó bao hàm các cái loại này này: canxi, phối pho, BTH và vitamin D. Cho nên ở tại đấy chúng ta gọi là khoảng xương là đúng, mà chúng ta cũng sử dụng từ khoáng chất. Khoáng á thì thông thường nó có thêm natri, clo. Thì ở tại đấy nó chỉ liên quan tới những chất khoáng của xương thôi. Thì nên dịch đó là khoáng xương thì nó sạch hơn. Và đặc biệt là các bạn sẽ thấy được rằng cái lĩnh vực này so với những chức năng khác của thận á thì mới được biết sau này thôi. Và các bạn sẽ thấy rằng những cái lỗ đầu tiên trong bình thành mang đọc mẫu chu kỳ của những cái năm 50 và 60 á, thì thường 30 năm sau người ta thấy rằng họ bị gãy xương cả. Từ đó người ta mới biết được cái chức năng. Ai cũng biết được rằng vitamin D muốn hấp thụ được canxi ruột phải ở dưới dạng hoạt động. Các bạn nên sử dụng ở từ đấy là dạng hoạt động activity. Hoạt động ở tại đấy có nghĩa là canxi này nó mới hấp thụ được, xin lỗi, vitamin D dưới dạng 1,5 mô hạt 2 lần D này á, nó mới hấp thụ canxi được ở ruột. Vì lý do như thế cho nên các bạn biết rằng khi mà cái chức năng thận nó kém á,
thì chắc chắn là nó sẽ không tạo ra được cái gọi là mém một alpha hydroxylase. Cái lý do như thế cho nên cái chu truyền mà bình thường vitamin D các bạn hiểu như thế này, vitamin D mà chúng ta ăn uống vào đấy hoặc là do tạo ra từ mặt trời đi cực tím á, thì trường hợp đó người ta gọi là vitamin D mà tự nhiên natural, hoặc là các sản phẩm hiện nay người ta để vitamin D natural á hoặc là natural á, đó là tự nhiên. Cái vào á thì nó sẽ đến gan, nó sẽ làm một cái gốc ô, gắn một gốc OH và chúng ta có cái gọi là 25-OHD. Và khi đến thành á thì nhà mẹ một alpha hydroxylase nó mình gắn đây một cái vị trí là vị trí số 1 cái hydroxy nữa, nó mới tham gia hoạt động. Vì thế trong bình thành nó thiếu chất này, không tạo ra đủ và nó mới gây nên những rối loạn không hấp thụ canxi được ở tại ruột và từ đó hạ canxi máu là giai đoạn đầu. Sau đó các bạn sẽ thấy nó kích hoạt một cái gọi là cái phản xạ, một cái gọi là feedback đối với tuyến nội tiết là cần giáp nó tăng tiết cái hormone mà nó PTH để nó kéo canxi đổ về xương, xin lỗi canxi ở xương đổ về máu. Nhưng các bạn sẽ thấy được rằng trong trường hợp này người ta gọi bởi vì nó tăng một thời gian dài cho nên chúng ta gọi là cương cần giáp thứ phát. Cái cương cần giáp thứ phát này các bạn sẽ thấy được rằng đây là một cái đặc trưng của cái bệnh loạn nhịp xương do thần hay là cái biến chứng xương này. Cái hồi nãy Quân còn nói ra một cái ý vô cùng quan trọng, đó là trong cái giai đoạn cương cần giáp thứ phát á thì chúng ta còn thể điều chỉnh được bởi những cái yếu tố liên quan tới khoảng xương là chúng ta có thể điều chỉnh nó được, bởi là chúng ta có thể sử dụng cái nguyên nhân ở tại đấy. Thông thường là do nó ở ngoài một phần nó thiếu cái mé mỗi bao xí lá thì nó ở phổi phát, nên chúng ta sử dụng cả cái chế phẩm để gấp cái phổi phát, chúng ta sử dụng cả cái chất mà bắt chước cái canxi gọi là canxi mimetic thì chúng ta đang có ức chế được cái cương cần giảm thực phát này. Nhưng sau một thời gian cái cơ cần giảm thử phạt này á các bạn biết được rằng nó sẽ hoạt động mà không kiểm soát được bởi các cái yếu tố trước, thì lúc đó người ta gọi là cương cần giáp đệ tam hay là cương cần giáp bậc ba, dịch từ cái chữ tẹt ti ari. Và đặc biệt là các bạn thấy rằng nhất là có một số trường hợp sau khi chẳng hạn như các bạn bệnh nhân bình thường mà chúng ta cương cần giáp và sau đó chúng ta suy thận, chúng ta chết thận nhưng mà nó vẫn tồn tại tình trạng cân cường giáp này, cái là cương cần giáp này tự chủ, nó không không bị, nó không được kìm hãm bởi cả cái thuốc nội khoa chúng ta điều trị nữa. Cho nên sau bệnh nhân giải thành sau 1 năm sau nếu như vẫn còn cương cần giáp tồn tại, những trường hợp đó người ta đòi gọi là các cương cần giáp là đệ tam hay là bậc ba, lý do là nó như thế, nó thoát ra khỏi cái sự kiểm soát của cái gốc phổi phát và thoát ra khỏi cái kiểm soát của cái canxi mimetic. Cái đó là cái cơ bản.